siêu thị Aeon lựa quần áo đi. Màu trắng đi con. Màu trắng được. Mẹ thấy con cũng thường mặc màu trắng thường. Đầu năm mà cũng giá giảm giá quá. Siêu thị Aeon là siêu thị của Nhật Bản. Chị hai giữ bé nha. Giá của Aeon thì cũng dễ lựa, phong phú. 99 nè, rồi 149 nè, rồi 69, 99. Tôi nhớ là cách đây khoảng là 20 năm thì Tết kiếm một cái áo mới, thì chỉ có những cái áo mới của người chị và gửi lại cho em, và mới để lại. Thực ra một cái áo này màu này đang là màu hot, nghe con gái tôi nói là màu này là màu hot trend, đây là xu hướng. Rất là nhiều, mặc dù là rồi đầu năm nhưng mà rất là nhiều người mua sắm và các bạn. Mặc dù là ngày đầu năm nhưng mà rất là nhiều người tham quan mua sắm. Phú ơi, mua đi rồi à, tính tiền đi rồi đi tiếp con. Ừ, con tính đi. Bỏ luôn đi, bỏ vô thùng rác luôn. Baby, bỏ thùng rác đi. Cầm đi, tí nữa không. Các bạn thấy không? Đây là strain. Của mấy cô người mẫu mà được cầm đi. Con thích thì con mua đựng đầy tủ được rồi. Trở lại cái câu chuyện mà Tết có đồ mới. Tôi nhớ cái có cách đây 20 năm, thì tôi khoảng là học cấp 3, để có Tết có một cái bộ áo mới thì nhà mẹ tôi làm thợ may, cho nên để có một cái bộ đồ Tết là cả một cái kỳ công. Mẹ tôi phải tận dụng cái những cái đồ của những cái người chị, người anh và để lại cho chúng, cho tụi tôi, những đứa em út. Cái đầm màu đỏ thấy không? Thank you.
khoác nhẹ này thì nó cũng khoảng giá khoảng tầm 400 cũng được. Khoảng 2.000 nữa, 400 con cũng được, tùy theo cái giá này. Khoảng 470 khỏi mai. Trend của 2018. Tôi là phụ nữ mà tôi thích tới những cái nơi mà đặc biệt á, là nó phải phải những cái chỗ mà xả hàng giá sóc này. Clear branch trend. Cô Trang bữa Tết ha, mặc cái áo màu này là Phúc. Đính đính kiểu này là Phúc. Rồi, hết cái quầy. Quý bà, quý cô, tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn trên những cái gian hàng khác ha.